Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh Dương Thanh Tùng đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Sáng 7 tháng 3, nhiều cán bộ, nhân viên, đồng nghiệp bất ngờ khi nhận được tin ông Dương Thanh Tùng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV qua đời vào rạng sáng cùng ngày do đột quỵ. Theo thông tin từ HTV, chiều 6 tháng 3, ông Tùng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh trong tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị nhưng ông Tùng không qua khỏi. Hiện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và HTV đang trao đổi với gia đình để thống nhất cách thức tổ chức lễ tang và thông báo trong thời gian sớm nhất. Ông Dương Thanh Tùng sinh năm 1968, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh, có trình độ thạc sĩ báo chí, cử nhân xây dựng đảng, chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Ông Dương Thanh Tùng có thời gian dài công tác tại HTV. Ông Tùng là con của cố giáo sư Dương Nghiệp Chí, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao. Ngày 14 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định số 79 về bổ nhiệm ông Dương Thanh Tùng, Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Trước khi làm Tổng giám đốc, ông có thời gian làm tại Ban Thời sự và giữ chức Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ông Nguyễn Quý Hòa, nguyên Tổng giám đốc HTV được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động sang làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố. Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên phát huy những truyền thống và ưu điểm lợi thế vị thế của mình là tiếng nói của Đảng và chính quyền thành phố, đồng thời là diễn đàn tin cậy của nhân dân, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vai trò xung kích trong công tác thông tin tuyên truyền. Đài đã xác định một số nội dung trọng điểm, tập trung đẩy mạnh công tác định hướng thông tin tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền một số sự kiện lớn như của Đảng và nhà nước, tuyên truyền các sự kiện của thành phố trong nước và thế giới, tập trung vào việc cổ vũ định hướng dư luận, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp. Một trong những sự kiện tiêu biểu của năm đó chính là thông tin tuyên truyền đại hội Đảng và quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền đậm nét các hoạt động tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngay trong thời điểm dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp từ tháng 6 cho đến tháng 9 năm 2021, trên không gian mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, bài viết, hình ảnh, video clip xuyên tạc. Đài đã kịp thời và chủ động có những thông tin ghi nhận, dẫn nguồn chính thống từ chính quyền các cấp của thành phố, từ các cơ quan chuyên môn, phản ánh đúng bản chất vấn đề, đồng thời tổ chức tuyến tin bài phản bác những thông tin sai trái bịa đặt để khán giả và người dân không hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội và góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, mạng xã hội cũng từng xôn xao tin đồn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cấm sóng. Thông tin này được cho là bắt nguồn từ đoạn hội thoại của một khán giả với fanpage của Đài. Cụ thể, khi người này đặt câu hỏi Đài nói gì về Hoài Linh thì nhận được câu trả lời từ admin là HTV đã ngưng hợp tác với Hoài Linh trong các chương trình sắp tới. Lập tức thông tin này nhanh chóng được chia sẻ khiến dư luận bất ngờ. Nhiều người lên tiếng ủng hộ cho rằng quyết định của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là đúng đắn, nhất là trong giai đoạn nam nghệ sĩ vướng ồn ào liên quan đến tiền từ thiện. Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ vẻ hoài nghi về độ xác thực của thông tin và mong chờ phía HTV đưa ra phát ngôn chính thức. Đại diện Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo đài không có chủ trương và không có văn bản chính thức nào về việc này. Như vậy, dựa trên chia sẻ của đại diện HTV thì thông tin đài này cấm sóng nghệ sĩ Hoài Linh được lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.